Tin giáo phận Phú Cường, Tịnh Tâm Linh Mục và Thánh lễ tạ ơn 19 năm hồng ân giám mục của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ. Bước vào năm phụng vụ 2018, trong tình yêu và ân sủng của Chúa nhập thể, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước cùng Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ và đông đảo các cha trong linh mục đoàn giáo phận Phú Cường tham dự buổi Tịnh Tâm Linh Mục tháng Giêng năm 2018 tại nhà thờ chánh tòa. Buổi Tịnh Tâm giúp mọi người khám phá trái tim tuyệt vời của Chúa Giêsu, cảm thấu tấm lòng Chúa Cha yêu thương nhân loại đến cùng. Sau những giây phút tự vấn và cầu nguyện, thánh lễ tạ ơn hồng ân 19 năm giám mục của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, trong sự hiệp thông của linh mục đoàn được rước trọng thể từ nhà xứ lên từng bậc tam cấp của thánh đường và tiến vào cung thánh trong bầu không khí sốt mến, một hình ảnh thật cảm động. Trong bài giảng lễ, Đức cha Phêrô thuật lại cuộc đời mình với lòng cảm tạ và biết ơn vì muôn hồng ân Thiên Chúa không ngừng tuôn đổ trên Ngài. Cả những ân ban lớn lao mà Đức cha Phêrô chỉ cảm nhận nhưng không thể nói nên lời. Này Chúa, muôn đời con rất tưởng nhớ lượng từ bi của Chúa và ca tụng Chúa về tất cả những điều Chúa đã thực hiện nơi còn. Trong mọi cơn cuốn bách, không phải là một sức giả hay một thiên thần đã cứu thoát con, nhưng chính là Chúa. Vì yêu thương và quan dung, chính Chúa đã chuộc con về, đã vực con dậy và dắt con đi suốt chướng ngại qua. Thật vậy, dòng đã 81 năm cuộc đời với 53 linh mục và 19 năm giám mục. Bao biến cố đã dồn dập xảy đến, nhiều lúc như muốn đè bẹp con xuống, nhưng rồi chính Chúa đã gìn giữ con, giúp con dò dẫm bước tới và còn tồn tại tới ngày nay. Sau phần hiệp lễ, Đức cha Giuse hết sức kính trọng, biết ơn Đức cha Phêrô trải qua quãng đời phục vụ tận trung cho giáo phận Phú Cường. Ngài chúc mừng hồng ân 19 năm giám mục Đức cha Phêrô và nguyện chúc cho Đức cha Phêrô luôn an mạnh phần hồn, phần xác. Đức cha Giuse cũng chúc mừng 51 năm linh mục của cha Phêrô Nguyễn Văn Khi, chánh xứ Lô Sáo. Những lẵng hoa được dâng lên Đức cha Phêrô trong tràng pháo tay chúc mừng của quý cha, những tâm tình của Đức cha Phêrô trong thánh lễ tạ ơn hôm nay cho thấy một sự khiêm nhường, ẩn mình cậy trông vào ơn Chúa. Với thân phận yếu đuối của con người, Đức cha Phêrô xin quý cha tiếp tục cầu nguyện cho Ngài. Giáo xứ Lái Thiêu mừng lễ Thánh Gia Thất. Trong dịp này, giới hiệu mẫu giáo xứ Lái Thiêu mừng bổn mạng. Lễ Thánh Gia Thất tại giáo xứ Lái Thiêu diễn ra trong khung cảnh ấm cúng. Giới hiệu mẫu mừng bổn mạng như thường năm, nhưng đặc biệt người đến tham dự rất sốt sắng bởi những bài thánh ca nao nức lòng người. Thánh lễ đồng tế hôm nay do cha An Tôn Hà Văn Minh, cha quản hạt Phú Cường chủ tế, cha Sở Đa Minh Nguyễn Ngọc Minh, cha Thomas Phan Minh Chánh, quý cha đồng tế cùng quý chị giới hiền mẫu giáo phận, giáo hạt và giáo xứ, các đoàn thể, giáo dân, giáo xứ Lái Thiêu tham dự trong bầu không khí trang nghiêm và long trọng. Hiền mẫu giáo xứ Lái Thiêu rất đoàn kết và năng động, luôn tích cực trong các công tác giáo xứ, giáo phận và hát rất hay. Để khi đến đây, quý khách luôn có một ấn tượng rất đặc biệt nơi thánh đường cổ kính này. Sau phần hiệp lễ, chị trưởng giới hiền mẫu có đôi lời cảm ơn quý cha, quý khách và nhất là các đoàn thể đang hiện diện trong thánh lễ đã hiệp lời cầu nguyện cho giới hiền mẫu giáo xứ ngày một vững bước đi lên. Sau thánh lễ, mọi người cùng dự tiệc mừng với giới hiền mẫu giáo xứ Lái Thiêu. Lễ Thánh Gia Thất mừng kỷ niệm thành hôn tại giáo xứ Bún. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 31 tháng 12 năm 2017, những đôi vợ chồng kỷ niệm ngày thành hôn 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 năm sánh bước bên nhau lên từng bậc tam cấp nhà thờ cùng với cộng đoàn hiệp dân thánh lễ. Các anh chị đã trải qua một đoạn đường dài và giờ đây trước mặt Thiên Chúa,
Họ vui mừng vì vẫn tay trong tay qua ngần ấy năm tháng bên nhau, đã vâng lời Thiên Chúa, trung thành với lời hứa đã trao cho nhau. Các anh chị lặp lại lời hứa ngày chịu phép hôn phối và nắm tay nhau, giơ cao những bàn tay còn giữ nguyên vẹn nhẫn cưới tới bây giờ. Xin chúc mừng và nguyện chúc những đôi vợ chồng tiến đến bàn thánh hôm nay mừng kỷ niệm thành hôn luôn là hình ảnh đẹp cho những người trẻ sắp bước vào đời sống hôn nhân, biết chuẩn bị và trân trọng gia đình trong tình yêu Thiên Chúa. Sau thánh lễ, các anh chị cùng ăn bánh kem, uống cà phê với quý cha và ra về trong niềm vui Giáng sinh. Giáo xứ Tây Ninh mừng lễ Thánh Gia Thất và mừng bổn mạng giáo khu Thánh Gia. Chủ nhật ngày 31 tháng 12 năm 2017, cùng với toàn thể giáo hội cũng như các giáo xứ khác trong giáo phận Phú Cường, giáo xứ Tây Ninh đã cử hành mừng lễ Thánh Gia. Đặc biệt, buổi lễ chiều được dành mừng bổn mạng giáo khu Thánh Gia của giáo xứ với sự chủ tế của cha chính xứ Gioan Võ Hoàng Sinh. Cha Gioan đã nhấn mạnh, mừng lễ Thánh Gia một lần nữa là dịp nhìn vào gia đình thánh để chúng ta cùng chiêm ngưỡng và noi theo. Chúng ta nhìn từng thành viên trong gia đình thánh đó để soi rọi cuộc đời của mỗi người, nhằm xây dựng gia đình thành nơi tu dưỡng và đào tạo nhân đức cho mỗi Kitô hữu. Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và đượm tình thân trong gia đình tín hữu, với sự tham dự đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ. Ai cũng cảm thấy mình là một phần trong gia đình nên thánh để xứng đáng hơn với tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Cuối lễ là buổi họp mặt liên hoan thân mật của bà con trong giáo khu với cha chính xứ và đại diện các giáo khu, các hội đoàn trong giáo xứ. Nhân đây, cha Gioan đã đánh giá cao những nỗ lực của giáo khu Thánh Gia nói riêng cũng như các giáo khu khác nói chung, chúc cho mọi thành phần dân Chúa trong toàn giáo xứ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Giáo xứ 4 mừng lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Sau lễ Giáng sinh, khắp nơi nô nức mừng năm mới là người Công giáo trong thánh lễ đầu tiên năm 2018 tại giáo xứ 4. Mọi người sốt sắng mừng trọng thể lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Thánh lễ đồng tế có cha Michael Lê Văn Khâm và cha Phêrô Võ Trung Thành cùng bà con giáo dân hiệp nguyện tạ ơn và cùng dâng cho Chúa một năm mới trong sự cố gắng của mỗi người để hoàn thiện cuộc sống và làm cho danh Chúa được cả sáng hơn nữa. Trong thánh lễ mừng kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, mọi người hiệp ý dâng lên Mẹ lời nguyện, xin Mẹ trợ giúp những đứa con lạc loài quên Chúa, kẻ đau yếu bệnh tật, những khủng hoảng gia đình, những tệ nạn xã hội và nhất là những ai đang gặp khó khăn, biết chạy đến Mẹ, biết sám hối, biết nhìn nhận sự yếu kém của mình và gắng sức vươn lên trong mọi thử thách. Giáo xứ Vinh Sơn mừng lễ Thánh Gia Thất. Hàng năm sau đại lễ Giáng sinh chỉ vài ngày, Giáo hội Công giáo mừng lễ Thánh Gia Thất với ước muốn mời gọi con cái mình hướng đến một gia đình gương mẫu, đó là Thánh Gia. Trong tâm tình đó, vào lúc 17 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2017, Giáo xứ Vinh Sơn cử hành Thánh lễ Thánh Gia Thất. Và trong thánh lễ này, các đôi hôn phối kỷ niệm 10, 20, 25, 30 và 40 năm thành hôn được sống lại giây phút của ngày cử hành bí tích hôn phối. Thánh lễ do cha Phaolô Trần Thanh Danh chủ tế, cùng đồng tới với ngài có cha cố Francisco Xavier. Mở đầu thánh lễ, cha Phaolô kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các đôi hôn phối nhân kỷ niệm ngày cưới và cũng cầu nguyện cho ca đoàn của giáo xứ nhân ngày bổn mạng. Sau khi thụ huấn những lời giảng dạy của cha cố Francisco, các đôi hôn phối kỷ niệm ngày cưới tiến lên cung thánh và lặp lại lời thề hứa trong ngày thành hôn. Cha chủ tế cũng chúc lành những chiếc nhẫn cưới và từng đôi vợ chồng kỷ niệm ngày cưới, trao nhẫn cưới cho nhau. Trước khi kết thúc thánh lễ, đại diện các đôi hôn phối tri ân đến quý cha, quý sơ, ban hội đồng mục vụ giáo xứ và cộng đoàn tham dự thánh lễ.
Thánh lễ kính thánh gia thất và kỷ niệm hôn phối cho các cặp vợ chồng tại giáo xứ Lộc Ninh. Ngày 31 tháng 12 năm 2017, giáo xứ Lộc Ninh đã cử hành thánh lễ mừng kính thánh gia thất, đồng thời kỷ niệm hôn phối cho 13 gia đình trong giáo xứ với các mốc thời gian đặc biệt 5 năm, 10 năm, 25 năm tới 50 năm và 60 năm kết hôn. Thánh lễ được cử hành vào lúc 6 giờ sáng ngày Chủ nhật 31 tháng 12. Trong bài giảng lễ, cha Phêrô Phan Văn Toàn, chánh xứ giáo xứ Lộc Ninh, đã mời gọi các gia đình, cách riêng các gia đình kỷ niệm hôn phối, sống noi theo gương Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và Chúa Giêsu trong gia đình. Cũng nhân dịp này, cha Phêrô đã cử hành nghi thức chúc lành cho các gia đình kỷ niệm hôn phối. Kết thúc thánh lễ, đại diện các gia đình mừng lễ kỷ niệm hôn phối đã có lời tri ân Thiên Chúa, cảm ơn cha chánh xứ Phêrô và toàn thể cộng đoàn. Giáo xứ Bến Sắn mừng lễ thánh gia thất và kỷ niệm ngày thành hôn cho các đôi hôn phối. Vào lúc 17 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2017, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, đã về giáo xứ Bến Sắn cử hành thánh lễ mừng kính thánh gia và chúc lành hôn phối cho các gia đình trẻ trong giáo xứ. Việc kỷ niệm này mang ý nghĩa chúc mừng và khích lệ các đôi hôn nhân trong dịp kỷ niệm thành hôn và nhắc nhở các Kitô hữu nhìn lại để canh tân đời sống hôn nhân gia đình. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức cha Giuse đã đề cao gia đình là một chìa khóa rất quan trọng trong giáo hội Công giáo. Gia đình như một giáo hội thu nhỏ, ở đó, cha mẹ và con cái sống bí tích tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi qua việc trao ban tình yêu cho nhau, cùng nhau sống đức tin và giáo dục con cái. Cùng với các gia đình khác làm thành giáo hội lớn và là những tế bào làm nên xã hội, và từ nơi đây sẽ sản sinh ra những hoa trái tốt lành cho Thiên Chúa. Hãy noi gương thánh gia, các gia đình sẽ hiểu được sự hy sinh và tình yêu cho nhau, cùng nhau vượt qua những thử thách để trung thành trong đời sống đức tin và đời sống xã hội. Cuối thánh lễ, đại diện cộng đoàn cha chánh xứ Đa Minh gửi lời tri ân sâu sắc đến Đức cha Giuse và quý cha khách đã dành thời gian quý báu đến hiệp dân thánh lễ rất long trọng. Đáp lời, Đức cha Giuse chúc mừng đến toàn thể cộng đoàn cũng như các gia đình trẻ trong giáo xứ nhân ngày kỷ niệm thành hôn. Sau thánh lễ là nghi thức trao bằng chúc lành hôn phối cho các gia đình trong giáo xứ. Hòa cùng với giáo hội, giáo xứ Chánh tòa Phú Cường mừng kính lễ thánh gia thất để cùng nhau chiêm ngắm gia đình thánh gia. Cùng với giáo hội, giáo xứ Chánh tòa Phú Cường sốt sắng hiệp dân lễ thánh gia thất để cầu nguyện xin ơn bình an, hạnh phúc nơi gia đình mình. Cha Sở An Tôn Hà Văn Minh đã mời gọi và chuẩn bị cho các đôi hôn phối đã trải qua đời sống gia đình từ trên 10 năm, thực hiện lại nghi thức tuyên hệ của ngày trọng đại, ngày hai người đã trao gửi cuộc đời cho nhau trước mặt hội thánh, ngày hai con người đã trở nên một trong tình yêu của Đức Kitô Giêsu. Gia đình muốn luôn giữ được ngọn lửa yêu thương phải là một gia đình có Chúa ngự cùng. Hãy mời Chúa vào gia đình của mỗi người, hãy mời mẹ Maria và thánh cả Giuse ngự vào tổ ấm của mỗi người, để trong mỗi ngày sống, con người luôn được chiêm ngắm và cảm nghiệm được hơi ấm tình yêu từ nơi gia đình thánh. Sau phần phụng vụ lời Chúa, các đôi hôn phối đã thực hiện lại lời tuyên thệ năm xưa với lời thề hứa trọn đời bên nhau, bền chặt trong tình yêu dành cho nhau, cho dù mạnh khỏe hay đau yếu, cho dù giàu sang hay nghèo khó, cũng sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường đời. Mừng trọng thể thánh lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa mừng bổn mạng với hiền mẫu Chánh tòa Phú Cường. Thánh lễ mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa được cử hành cách trọng thể tại nhà thờ Chánh tòa Phú Cường vào ngày đầu năm mới, ngày 1 tháng 1 năm 2018, để cùng với Giáo hội Hoàng Vũ hiệp dâng lời cầu nguyện cho bình an, cho hòa bình trên toàn thế giới. Đức Maria Mẹ Thiên Chúa cũng là bổn mạng của giới hiền mẫu Chánh tòa Phú Cường, và lễ mừng bổn mạng do cha Sở An Tôn Hà Văn Minh
cũng là cha đặc trách hiền mẫu giáo hạt Phú Cường chủ tế. Đúng 17:30, đoàn rước bắt đầu tiến bước vào thánh đường. Cha Sở An Tôn đã bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi dâng thánh lễ trong dịp đặc biệt này. Cha Sở An Tôn đã cùng cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh Đức Mẹ Maria, là người mẹ tuyệt vời của Chúa Giêsu và của toàn thể nhân loại. Cuộc đời trần thế của mẹ đã trải qua bao biến cố, nhưng mẹ luôn sống trọn niềm tín thác vào Thiên Chúa để vâng phục thánh ý Chúa trong mọi sự. Cuộc đời mẹ biết bao gian truân, nhưng mẹ luôn sống trong sự bình an. Một sự bình an đích thực vì cuộc đời mẹ luôn có Chúa đồng hành. Sau phần phụng vụ lời Chúa, năm chị em được tuyên hứa để chính thức trở thành thành viên trong giới hiền mẫu của giáo xứ chánh tòa Phú Cường. Cha Sở An Tôn đã trao thủ bản và làm phép phù hiệu cho thành viên mới. Chị trưởng giới hiền mẫu Phú Cường Maria Yuse Trần Thị Nhung tiến đến cài phù hiệu cho các chị trong tiếng vỗ tay chúc mừng của cộng đoàn. Trước khi thánh lễ kết thúc, chị trưởng giới hiền mẫu đại diện chia sẻ lòng tri ân đến cha An Tôn, cha Sở cũng là cha đặc trách giới hiền mẫu giáo phận Phú Cường. Gửi lời cảm ơn đến đại diện giới hiền mẫu giáo phận và giáo hạt Phú Cường đã đến tham dự thánh lễ mừng bổn mạng hôm nay. Giáo xứ Sơn Lộc mừng lễ Mẹ Thiên Chúa. Chiều ngày 1/1/2018, giáo xứ Sơn Lộc đã tổ chức rước kiệu cùng dâng lễ mừng kính mẹ một cách trọng thể. Cha xứ Simon đã mời gọi mọi người hãy noi gương mẹ, sống một đời tín thác vâng nghe ý Chúa, để Thiên Chúa được vinh hiển. Tức hiệu Mẹ Thiên Chúa không để tôn vinh mẹ, nhưng để Thiên Chúa được tôn vinh, bởi vì Thiên Chúa vì yêu thương nhân loại đã tự hạ mình xuống, mang thân phận con người, để đem yêu thương xuống cho con người. Thánh lễ này cũng là ngày bổn mạng của giáo khu Mẹ Thiên Chúa. Mọi người được mời gọi hiệp lời cầu nguyện cho giáo khu có được sự bình an qua sự dìu dắt của mẹ. Lời của cha Sở Simon: mừng lễ Đức Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa hôm nay, chúng ta hãy biết noi gương mẹ để suy đi nghĩ lại trong lòng những ân huệ của Thiên Chúa đã ban cho và những biến cố trong cuộc đời để tạ ơn Thiên Chúa. Rất ước mong sau khi dâng thánh lễ, mọi người ra về với tâm tình đổi mới tư duy, vâng phục Thiên Chúa, đổi mới trong sự hài hòa thiên nhiên, đổi mới trong sự hy sinh, quên mình. Có thế, lòng mỗi người mới thực sự vui phấn khởi như các mục đồng xưa, để ra đi loan báo tin mừng, bình an của Thiên Chúa đến cho mọi người. Giới gia trưởng giáo xứ Tân Thành Đông họp mặt. Giới gia trưởng giáo xứ Tân Thành Đông vừa mới được thành lập và đã bầu cử ban đại diện cách nay đúng một tháng. Nên vào thứ Tư ngày 3/3/2018, ngày đầu năm, toàn thể anh em trong giới gia trưởng đã tổ chức ngày họp mặt. Đây là buổi họp mặt đầu tiên nên có khá đông anh em tham dự. Đúng 9 giờ sáng, 250 anh em nghiêm trang rước đoàn đồng tế từ nhà mục phụ tiến vào nhà thờ để dâng lễ. Đoàn đồng tế có cha Phêrô Nguyễn Thái Học, chánh xứ Tân Thành Đông, cha Giuse Phạm Văn Hòa, quản hạt Củ Chi cũng là cha đặc trách giới gia trưởng hạt Củ Chi, cha Doan Nguyễn Minh Hùng, chánh xứ Thánh Tuân cũng là cha cựu chánh xứ Tân Thành Đông. Khởi đầu bài giảng, cha Giuse nói, anh em đã có một bước khởi đầu tốt đẹp, vậy anh em hãy nuôi dưỡng điều tốt đẹp ấy mãi. Việc quy tụ anh em đã là một mong ước từ lâu, nhưng vì điều kiện địa lý và công việc nên mãi đến bây giờ anh em mới có buổi gặp mặt. Trước một xã hội đầy những tối tăm, anh em hãy tuyệt đối tin vào Thiên Chúa, anh em hãy dựa vào nhau qua hội đoàn là giới gia trưởng, để tạo nên một quyết tâm vững mạnh, hầu chống lại mọi sự dữ hằng đeo bám anh em ngày đêm. Hơn nữa, anh em còn duy trì được sự liên kết gắn bó lâu dài là để cho thế hệ sau này có được kế thừa. Sau khi thánh lễ kết thúc, anh em giới gia trưởng đã chia về các giáo khu của mình để sinh hoạt theo từng nhóm và bầu trưởng nhóm và thông báo chương trình sinh hoạt tiếp theo cho các tháng sau. Chương trình sinh hoạt của các anh em giới gia trưởng kết thúc sau giờ cơm trưa.
Giáo xứ Bình Hòa mừng lễ Mẹ Thiên Chúa. Chiều ngày 1 tháng 1 năm 2018, trong không khí đầu năm mới, Giáo xứ Bình Hòa hân hoan cử hành thánh lễ Mẹ Thiên Chúa, cũng là bổn mạng giáo khu Mẹ Thiên Chúa. Trước khi bắt đầu thánh lễ, cộng đoàn đã có giờ tĩnh tâm do cha Phaolô Hoàng Mạnh Huy hướng dẫn. Đến 18 giờ, cha sở Phaolô Phạm Quốc Túy chủ tế thánh lễ. Đồng tế trong thánh lễ có cha Phaolô, quý cha dòng Thánh Tâm. Tham dự thánh lễ có quý tu sĩ, quý hội đoàn và đông đảo bà con giáo dân. Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha Phaolô nhấn mạnh đến hai cụm từ noi gương và nêu gương. Với cụm từ noi gương, cha hy vọng mỗi người trong cộng đoàn hãy nhìn lên mẹ Maria để noi gương mẹ với một đức tin mạnh mẽ trong đời sống. Mẹ luôn tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa để thi hành thánh ý một cách trọn vẹn, không chút nghi ngờ. Còn cụm từ nêu gương, cha mong muốn mỗi người trong cộng đoàn với những vai trò khác nhau hãy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để người khác noi gương, nhất là trong việc lắng nghe và thực hành lời Chúa. Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện giáo khu có lời cảm ơn đến cha sở Phaolô, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý hội đoàn và cộng đoàn đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho giáo khu. Đáp lời, cha sở Phaolô đã đại diện cho quý cha và cộng đoàn có lời cảm ơn và chúc mừng giáo khu trong ngày lễ bổn mạng. Cha cũng ước mong mọi thành phần dân Chúa trong giáo khu luôn tin tưởng và phó thác vào lòng yêu thương của Mẹ Thi Chúa, bổn mạng giáo khu. Thánh lễ kết thúc lúc 19:30, quý cha và ban đại diện giáo khu đã chụp hình lưu niệm trước khi cùng cộng đoàn chung vui với giáo khu trong bữa tiệc nhỏ tại hội trường giáo xứ.